Em Ngọc xin được kính chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đang theo dõi video của em. Hôm nay thì thực sự là một video rất đáng để mọi người xem đấy ạ. Ngày hôm nay thì nhà em vừa cập bến một chiếc Kia Seltos mà hiện tại của hãng xe mới thì đang không có hàng để giao cho khách anh chị ạ. Và chiếc xe này thì nhà em nhập là đây là một phiên bản 1.6 Premium. Bản này thì trang bị nói chung là full tính năng cho anh chị rồi. Xe mới lướt trên đường có 8.000 chính xác là 8.600 km thôi anh chị nhá. Quá là một con số cực kỳ ít. Và khi mà mình sở hữu chiếc xe này thì cái số tiền mà mình tiết kiệm được so với mình mua xe mới thì phải ít nhất là nói chung là cũng sẽ phải khoảng tầm lên đến khoảng tầm 90 triệu đấy anh chị ạ. Đấy, một chiếc xe này biển này là em đã rút hồ sơ đầy đủ hết rồi và ở biển thành phố anh chị nhá, rất là hợp lý cho bác nào mà quan tâm sang tên Hà Nội thì sẽ không mất phí nữa. Xe nhà em đang có sẵn tại 46 Việt Hưng Long Biên Hà Nội rồi. Mọi người quan tâm xe thì hãy alo cho em và hãy trực tiếp đến để cảm nhận và lái thử em nó như thế mới như thế nào anh chị nhá. Đây là bản 1.6 Premium, chính vì vậy thì trang bị rất là nhiều tính năng hiện đại. Và nói chung là về phân khúc dòng Kia Seltos thì em đánh giá xe rất là cao từ cái không gian ngồi này so với mức giá tiền. Chiếc xe này thì bác chủ cũng rất là chăm chút cho xe, đã có một tấm đệm cao su, tấm hệ thống cao su ở đây để bảo vệ cho cái phần cốp của mình đỡ bị bẩn anh chị nhá. Lốp thì chắc chắn là còn nguyên rồi anh chị ạ. Không có dấu hiệu dỡ hạ gì cả. Mọi người có thể đi sơ qua một chút về những đường keo chỉ và những con ốc của xe. Chung là về bản này thì đúng là em nghĩ là em không phải nói quá nhiều về chi tiết của xe vì nó còn rất là mới. Và cũng chỉ mong muốn là mời anh chị trực tiếp qua và hoặc là nếu mà mình có bận thì có thể là gọi cho em hoặc liên kết Facebook với em hoặc là Zalo để em có thể hỗ trợ cho nhà mình chi tiết hơn về video của xe. Cái gam nội thất của xe thì nó là một màu gam kem trầm thôi anh chị ạ, không phải là kem sáng như những dòng như là CX5 đâu. Đấy, cái màu gam này thì nó tương đối là cũng không phải là quá bẩn. Nói chung là mình đi thì mình cũng nên dần giữ gìn cho em một chút bệ tì tay này, mọi cái. Nói chung về chất liệu ghế da thì không phải nói nhiều nữa rồi, xe còn rất là mới nguyên bản. Cái này mình có thể gập ghế được xuống anh chị nhá. Đấy, đã trang bị hệ thống sàn cao su rồi anh chị ạ. Về option thì nói chung là xe kia thì gọi là miên man về option cho nhà mình rồi. Cửa sổ trời, rất là nhiều tính năng. Bây giờ em sẽ vào bên trong để mọi người có thể cùng xem tính năng của xe nhá. Ghế quá mới luôn. Cái thiết kế này thực sự nhìn lần đầu vào ấy thì thấy quá là đẹp. Vì mọi cái chi tiết của xe ấy, nó thể hiện cho xe nhìn rất là sang nhá. Mặc dù là chiếc xe đáp ứng cái nhu cầu khách tương đối là kiểu trẻ trung chẳng hạn ấy. Cái màu cam đất này em thấy là nhiều bạn trẻ sẽ thích. Nhưng mà về công nghệ thì đúng là không thể chê được gì. Em vừa xem lại cái km ấy, thì chiếc này mới đi là 8.054 km thôi anh chị ạ. Vẫn còn nguyên cho em là thẻ nhắc bảo dưỡng đây nhá, thẻ nhắc 6.000 này. Xe nhà em luôn cam kết cho nhà mình là không tua hay là can thiệp bất cứ về vấn đề về xe. Và khi xe về đến nhà, khi có thông tin xe thì luôn phải check hãng, check lịch sử để có thể tìm cũng như là nhập những chiếc xe rất là mới cũng như là phải xe đẹp thì mới nhập về anh chị ạ. Vô lăng này mọi người có thể nhìn này, đẹp chưa? Ôi nó hơi bị lấy mờ này, nó hơi bị mờ hơn một xíu. Ý, cụ thể thì mọi người hãy gọi cho em trên số hoặc là trên màn hình nhá. Thì nhiều khi lúc nào mà em quay từng cận cảnh chi tiết cho mọi người xem ấy
cái thiết kế của loa nhá, rất là thể thao mà kiểu nó có cá tính ấy. Xe được trang bị 6 túi khí rồi anh chị ạ, rất là đầy đủ. Có điểm trừ là xe vẫn chưa có phanh tay điện tử đâu, nhưng mà nói chung với một chiếc xe crossover tầm cỡ chung như này thì em thấy là không phải là mình cũng không cần quá lại cần yêu cầu. Có cả làm mát ghế này, rất là nhiều tính năng. Đấy, điều hòa thì điều hòa một vùng thôi anh chị nhá, nhưng mà thế này là cũng cái không gian xe nó cũng là không gian xe tương đối vừa phải, cũng không cần phải hai vùng độc lập. Đó, quá là nhiều tính năng vô vàn trên vô lăng này, cruise control này, làm thoại rảnh tay, rồi là nghe gọi nút đàm thoại, rất là nhiều tính năng anh chị ạ. Với giá bán của nhà em hiện tại chiếc xe này đang có mức giá là 755 triệu anh chị nhá. Giá này thì bên em còn fix cứng thêm cho nhà mình nếu nhà mình chốt sớm cho em. Giá này thì nhiều bác cũng sẽ chê cao chẳng hạn, nhưng mà thực sự thì với một chiếc xe thời điểm này anh chị có lấy luôn được này, là cái thứ hai là tiết kiệm tương đối là nhiều một khoản chi phí cho anh chị, thì nhà mình cũng nên cân nhắc cho em nhé. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và xem hết video này, và mọi người nghĩ sao về chiếc xe này thì hãy liên hệ cũng như là hãy để lại comment phía dưới để em Ngọc có thể biết được những ý kiến của mọi người nhé. Rất cảm ơn mọi người và hẹn gặp mọi người ở những video tiếp theo.